Và cứ sau 14 giờ hàng ngày thì người dân xung quanh lại nghe tiếng heo kêu inh ỏi đến tối muộn. Nơi đây không phải là lò mổ, cũng không phải chỗ mua bán heo. Vậy thì heo liên tục đưa vào rồi đưa ra khỏi đây để làm gì? Qua nhiều ngày điều tra theo dõi, vào cuối tháng 1 năm 2019, câu chuyện đã dần sáng tỏ. Nhiều ngày đeo bám tại một khu vực rộng lớn trên nhiều tuyến đường ở thành phố Biên Hòa, đặc biệt là khu vực nghĩa trang Long Bình nằm lọt thỏm giữa rừng tràm, tiếp giáp với khu dân cư ở khu phố 7, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Chúng tôi ghi nhận hàng loạt các xe tải chở heo mang biển số các tỉnh Đồng Nai, Long An ra vào trại tập kết heo. Trại tập kết này rộng hàng ngàn mét vuông, được bao bọc bởi những bức tường kiên cố và nhà cao tầng. Các xe vào đây chỉ đi bằng một cửa và cánh cửa này luôn luôn mở. Thế nhưng không phải ai cũng nhìn được vào bên trong bởi luôn có nhiều xe đậu kín. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1, 4 xe tải, mỗi xe chở từ 90 đến 100 con heo, sau khi chạy vào bên trong bãi đậu của trại đã được các thanh niên cởi trần, túc trực sẵn, nhanh chóng lùa vào các ô, mỗi ô rộng khoảng 25 mét vuông, rồi sau đó các chú ỉn bị đối xử như thế này. Dụng cụ để bơm nước cho heo gồm một cây sắt hình chữ T dài khoảng 0,5 mét, một cây gậy có móc cùng một ống nhựa nước. Móc sắt, móc cái miệng nữa. Móc cái miệng để làm gì? Để cho con heo hả miệng ra. Rồi sẵn đầu là mình bơm nước vô. Còn tôi thì cầm ống chọt. Chọt vô đâu? Chọt vô miệng heo cho heo uống nước. Rồi sau khi anh bơm xong thì anh trả tiền cho ai? Bao nhiêu tiền một con? Từ 10.000 tới 15.000 một con. Trả cho ai? Trả cho vợ của ông Hải. Và ông Hải là gì ở đây? Là chủ nhà đây hay? Cao điểm bơm nước cho heo diễn ra từ sau khoảng 16 giờ. Lúc này các xe heo của các tài xế, thương lái đưa vào đã lấp đầy các ô. Cao điểm có khoảng 4 nhóm, mỗi nhóm 2 người, chưa kể chủ heo bơm hỗ trợ. Lúc này tiếng la hét đánh đập những con heo không chịu đứng yên của những người bơm, tiếng kêu thất thanh của những con heo bị bơm nước vang dội cả khu vực, đứng cách xa hàng trăm mét cũng có thể nghe rõ. Để tránh ngộp nước, mỗi con heo được bơm nước từ 2 đến 3 lần, mỗi lần khoảng 30 giây. Sau mỗi lần bơm, mỗi con heo đều được đánh dấu bằng cách quẹt hoặc xịt sơn. Đến sau 18 giờ hàng ngày, số heo đã bơm nước được lùa lại lên xe, cách nhau từ 15 đến 30 phút. Các xe chở đầy heo từ trại này lại phóng nhanh trở ra về hướng cầu Đồng Nai. Sau đó các xe này chạy thẳng về các lò giết mổ ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sau bơm xong thì trở về lò giết mổ, xong rồi Nghĩa Hưng, Bến Lức, Long An. Giết mổ xong rồi trở ra chợ Bình Điền để bán cho bạn hàng. Để sợ mất số ký thôi, mình mua ở chỗ công ty đó. Đem về thế nào cũng phải mất ký, cho nó uống nước vô miếng đặng giữ số ký rồi lại. Nếu mà bơm nước cho heo là nó nhiễm khuẩn đâu này kia, cái đó mình biết không? Thì cũng biết chứ, nhưng mà tại nghề nghiệp mà phải gian lận. Mỗi con heo bị bơm nước, thương lái trả công cho chủ trại từ 10.000 đến 15.000 đồng. Lái heo trên cũng cho biết thường thuê tài xế với giá 3 triệu 500.000 đồng một chuyến để chở heo thu mua từ huyện Trảng Bom, Đồng Nai về đây bơm nước, sau đó vận chuyển đến lò mổ. Theo tiết lộ của người này, mỗi con heo được bơm nước sẽ tăng trọng được vài kg nên số lợi nhuận sẽ tăng rất lớn.